Đố mọi người biết đây là gì? Thật hả ta? Hay là bột trái cây pha nước uống? No, đây là kem dưỡng da tay đó, lạ chưa? Một hộp sẽ gồm 20 gói nhỏ như này để mình có thể để vào ví như này nè. Siêu tiện luôn. Tôi thấy em này có độ dưỡng ẩm cao cho nên bà nào da tay hay bị khô nước nẻ bong tróc các kiểu á thì dùng thử nha. Vừa thoa vào là đỡ khô liền luôn á. Có hương đào rất là nhẹ thôi, chủ yếu là mùi kem dưỡng da. Khi dùng lấy một lượng vừa đủ thôi, không quá nhiều. Thoa đều hai tay kem sẽ thấm khô ráo không nhờn rứt. À, một gói này á tôi thấy dùng được cỡ 3-4 lần lận, chứ dùng hết cho một lần á thì hơi nhiều, có thể sẽ bị rứt tay đó nha. Cái này mà mỗi lần đi chơi lấy ra một gói cả đám cùng xài luôn là hợp lý. Kem đánh răng có mùi quả đào, mọi người đã biết chưa? Nếu mà quá chán với những loại kem đánh răng có mùi hương bạc hà thông thường thì đổi gió dùng thử ngay loại này liền đi. Trời ơi, nó xinh từ cái vỏ ngoài cho tới bên trong luôn á. Kem có màu cam và mùi thơm đúng kiểu hương đào, ngửi nhiều khi muốn ăn nốt thiệt luôn á. Khi đánh hơi the mát nhẹ, phù hợp cho những ai không có thích kem đánh răng bị cay xé lên nhiều. Đúng là từ lúc biết đến đồ nội địa Trung thì tôi được khai sáng bởi nhiều thứ siêu hay ho. Vừa hạt rẻ mà chất lượng thì không thể coi thường được, và kem đánh răng này chính là một trong số đó. Chăm bé mèo để ngừa viêm nhiễm và không bị ngứa ngáy khó chịu, cực đơn giản với 3 bước con gái không thể bỏ qua nha. Cái này là một loại dung dịch vệ sinh cực kỳ nổi tiếng và là một trong những loại an toàn được bác sĩ kê đơn dùng khi đang điều trị luôn. Màu hồng sẽ dành cho ai bị viêm nhẹ, có mùi phấn rôm dễ chịu, còn màu xanh cho những bé mèo viêm nhiều hơn, mùi sẽ kiểu thanh mát. Cả hai đều có mùi hương khá là nhẹ nhưng mà khử mùi thì cực kỳ tốt, kiểu làm cho hết mùi khó chịu thôi chứ không có lưu hương lại như nước hoa đâu nha. Mặc dù chia ra nhiều dòng viêm ít nhiều này nọ nhưng sẽ không thấy rõ công dụng đó, chủ yếu thì vẫn chỉ là làm sạch, ngăn vi khuẩn và nấm ngứa tích tụ. Đặc biệt là cả hai rửa xong đều rất là êm, không có bị khô hay khó chịu, mà nếu ai hay bị ngứa dùng sẽ thấy đỡ hẳn và hết dần luôn á. Có thể mọi người chưa biết thì ổ vi khuẩn và nấm nó còn tích tụ ở trong cái đám cỏ nữa, nên là đừng quên dọn cỏ cho bé mèo thường xuyên nha. Cái dao cạo to này vừa có thể cạo bé mèo và cả body luôn. Xung quanh lưỡi dao có hai cục bơ siêu thơm luôn á. Công dụng sẽ giúp bôi trơn tạo bọt trên da khi cạo, làm cho khi cạo mượt hơn mà không có gây chảy xước da. Còn loại nhỏ này thì là dao cạo chuyên dùng cho vùng bi luôn, thiết kế nhỏ dễ cạo chi tiết từ trong ra ngoài. Em này thì nên dùng kèm bọt cạo lông nữa để hạn chế ma sát trên da và không bị ngứa rát sau khi cạo nha. Cuối cùng là chiếc đũa thần dành cho những bé mèo đã quan hệ rồi. Công dụng làm sạch bên trong cô bé, khử mùi, cân bằng pH, phòng ngừa viêm nhiễm, giảm khô hạn đối với những chị em mà bị sa mạc. Đặc biệt là em này chỉ có những công dụng như tôi vừa nói, chứ còn những cái như làm hồng, xe khít mà quảng cáo hay nói thì tôi nói thẳng là không hề có nha. Những ai đang muốn dùng thử bàn chải điện mà vẫn còn bỡ ngỡ phân vân giữa hàng loạt loại, cứ mạnh dạn múc ngay em này. Trước đó thì tôi cũng đã từng dùng một loại chải điện khác rồi. So sánh hai cái thì em Xiaomi này có phần êm hơn, rất phù hợp để làm quen với những ai mới dùng. Khi mà di chuyển trên răng không có làm buốt răng hoặc là rung quá mạnh là mình bị giật mình hoặc là thậm chí là gây đau nú nếu mà chưa quen. Em này thì chỉ có hơn 100 cành xíu nhưng mà đánh răng sạch là sạch luôn nha. Tôi cũng đã dùng mấy tháng rồi mới lên nếp cho nên cũng đủ để trải nghiệm và thấy hài lòng, cho nên mọi người yên tâm về sự lâu dài. Một lần sạc thì tới phải 3-4 tháng mới hết, chứ không có như cái cũ của tôi thì chưa tới một tuần đã hết bên sạc lại rồi. Đây là điều mà tôi khá là thích về em này. Mọi người nếu mà muốn răng trắng thì cứ dùng bàn chải điện kết hợp với kem đánh răng chuyên làm trắng nữa, là đảm bảo thấy răng trắng lên từng ngày liền. Không những trắng răng mà dùng bàn chải điện còn làm răng sạch sâu hơn, ngăn ngừa các bệnh về răng miệng, giảm hôi miệng nữa đó. Trong tay anh chỉ cầm có đó. Này thì chắc là dành cho chuột hamster đúng không mọi người? Tôi đùa thôi chứ đây chính là để dùng cho người luôn á. Chắc nghĩ chuột ép vậy sao mà đắp chứ gì? Tại vì đâu phải dùng để đắp đâu, mà chính là miếng tẩy trang rửa mặt đó nha. Từng miếng nhỏ gọn như này đi du lịch đem theo dùng siêu tiện luôn. Chỉ cần cho một ít nước vào là sẽ tan ra thành một dạng sệt, để chà trên mặt tẩy trang cho sạch, rồi thêm xíu nước nữa là tạo bọt như sữa rửa mặt luôn. Cái này rửa xong da khá là sạch luôn. Đặc biệt là còn có nhiều loại khác nhau cho từng loại da luôn á. Từ giờ mỗi lần đi đâu là không bất cần đem theo tẩy trang sữa rửa mặt này nọ nữa, mà chỉ cần mấy miếng này thôi là đủ. Mấy bà nên thử liền nha, siêu tiện luôn á. Kem giảm thâm mắt tầm trung không quá đắt nhưng vẫn hiệu quả mà mọi người nên thử nè. Ôi là trời, kem mắt mà tuyết to cỡ này thì dùng có mà gần cả năm mới hết luôn á. Đây, để cho mọi người coi mắt tôi sau một thời gian kiên trì dùng nè. Phần của em này có vàng 24K và niacinamide giúp làm sáng dần và đẩy lùi thâm quầng. Ngoài ra còn có các chất dưỡng ẩm cao giúp tăng ẩm và làm săn chắc vùng da mắt, ngăn ngừa nếp nhăn, kẻ thù của làn da. Mỗi lần dùng chỉ cần một chấm như này là đã đủ rồi. Thoa lên da sẽ có cảm giác mát lạnh đã lắm. Massage thêm một chút cho kem thẩm thấu tốt hơn để tăng hiệu quả tối đa nha. Còn một điều quan trọng nữa là bên cạnh dùng kem dưỡng thì liều thuốc quan trọng nhất để trị tụ quầng thâm đáng ghét trên mắt là phải đi ngủ sớm nha, chứ không thì không có cái kem nào mà cứu nổi luôn á. Chọn tẩy tế bào chết đô thì không chỉ dựa trên mùi hương, mà không biết mọi người có để ý phía trên mỗi hũ của bản Mỹ sẽ có những chấm để biểu thị mức độ làm sạch của nó nữa. Hôm bữa tôi có múc được một hũ lựu bản Mỹ thì lại quá khác với hai hũ ở nhà tôi đang dùng, cứ tưởng bị trúng pha ke. Nhưng khi tôi đăng lên thì có nhiều bạn bảo đây là bản mới update nên hơi khác xíu chứ không có phải pha ke. Nếu mọi người sợ thì tốt nhất cứ lựa shop an toàn như hai hũ cũ của tôi cho khỏi hoang mang nha. Ngoài chọn theo mùi hương thì mọi người còn có thể tìm loại phù hợp với da mình, như loại yến mạch hoa cúc này là một chấm hạt sẽ mịn nhất trong tất cả, giúp làm sạch nhẹ nhàng cho những làn da nhạy cảm. Em này cũng sẽ có một cái mùi thơm nhẹ nhất trong các mùi luôn. Còn hương lựu là hai chấm làm sạch vừa phải, không mạnh không nhẹ, thơm kiểu tươi mát dễ chịu chứ không có bị ngán. Còn hũ ba chấm thì là đường đen và dừa, sẽ làm sạch siêu cấp đối với những làn da chai sần cần làm sạch sâu hơn. Mùi dừa ngọt béo ngửi cực kỳ thơm luôn. Mặc dù mức độ 3 nhưng mà so với những hãng khác thì hạt tẩy của em này vẫn còn mịn chán nha. Trà trên da vẫn cứ ok la, vừa làm sạch mà không bị rát vì hạt quá to đâu. Dù là cấp độ mấy đi nữa thì sau khi dùng mấy em này xong, da lúc nào cũng rất là mịn, sạch và thơm luôn nha. Chốt lại thì tôi thích nhất hũ mát ca bản Đức với lại hũ đường đen và dừa bản Mỹ. Hai mùi này kiểu ngọt béo phải nói là thơm nhất trong các mùi luôn.
Thiệt là hối hận tại sao món đồ hay đến thế này mà tới giờ tôi mới biết vậy nè. Nếu như đó giờ mỗi khi dùng cây lăn bụi xong mọi người phải xé bỏ đi lớp keo rất nhanh hết và tốn kém luôn, thì với cây lăn bụi dạng treo này chỉ việc rửa sạch sau mỗi lần dùng và có thể tái sử dụng được nhiều lần lắm luôn á, tiết kiệm hơn hẳn so với mấy cái dạng giấy xé ra kia. Lớp treo của cây lăn này bám dính cực kỳ cao nha, nhất là những phần tóc rụng trên sàn, chỉ cần chạm nhẹ thôi là sạch sẽ liền. Có thể dùng cây này để lấy sạch các loại bụi trên quần áo, giường nệm, sàn nhà và lông tóc một cách dễ dàng. Mọi người có thể thấy một lần lăn được khá là nhiều bụi chứ không có như nhiều người nghĩ là lăn được xíu và đem vào rửa rồi mới ra lăn tiếp được mất công đâu nha. Muốn cho căn phòng lúc nào cũng tràn ngập mùi thơm nhưng lại không quá tốn kém thì mọi người nhất định không thể bỏ qua một trong hai thứ này. Những miếng này chính là sáp thơm dạng treo á. Màu xanh lá là mùi đúng kiểu nước hoa Chanel, thơm rất là sang luôn. Treo vào tủ quần áo của chị em là quá hợp, vừa làm thơm tủ quần áo, tránh mùi ẩm mốc mà còn bám mùi thơm lên quần áo khi treo trong tủ nữa. Một miếng này tôi chưa dùng hết nhưng mà nghĩ là cũng sẽ lâu á. Tiếp theo là sáp thơm dạng hũ, giá thì còn rẻ hơn cái miếng sáp thơm lúc nãy nữa. Trời, cái mùi này ai mà thích uống trà đào á là phải múc liền đó nha. Để trong phòng mỗi lần bước vô tưởng ai đang uống trà đào trong phòng tôi luôn á. Thơm đúng kiểu là một ly trà đào á, dễ chịu cực kỳ. Mùi vani thì kiểu ngọt ấm, còn mùi dứa này tôi thấy cũng là một mùi hương hợp xài mùa hè lắm nè. Dành cho ai thích mấy mùi kiểu trái cây chua chua ngọt ngọt á thì nên thử mùi dứa này nha. Mấy cái loại này á thì mọi người chỉ nên để ở những không gian nhỏ như toilet hay ô tô sẽ khử mùi tốt và cực kỳ thơm luôn. Chỉ có cái loại treo á thì có thể để thêm vào tủ quần áo nữa. Còn dạng hũ này nếu phòng ngủ không quá to thì mọi người để cũng được á. Sắp tới hè rồi thì chắc chắn mọi người sẽ đi du lịch rất là nhiều. Thế thì lại phải tậu ngay món đồ siêu tiện lợi này. Đây là bình chiết mỹ phẩm 4 trong 1. Nếu chiết ra những chai nhỏ nhỏ riêng lẻ sẽ rất dễ có trường hợp dùng xong rồi để lung tung rồi quên. Mỗi lần cần lại đi tìm nữa thì muốn hết thời gian luôn á. Còn bây giờ tất cả đều được gói gọn hết trong một bình này thôi. Bên trong có 4 chai nhỏ để mọi người lấy ra chiết mỹ phẩm, dầu gội, sữa tắm đồ vào nè. Trên thân chai có vạch chia sẵn để mọi người dễ đong được cái lượng mong muốn. Khi dùng chỉ cần xoay đến chai nào muốn dùng rồi ấn là ra rất là tiện. Phải nói là một trong những món đồ không thể thiếu trong những chuyến đi xa đó nha. Gây ấn tượng mà không cần dùng nước hoa chính là có một mái tóc thơm chứ còn gì nữa. Thứ này sẽ khiến cho tóc mọi người không những thơm mà còn suôn mượt, giá thì lại vô cùng hạt rẻ luôn. Có tới tận 5 mùi hương cho mọi người chọn theo sở thích. Tôi thích nhất là cái chai màu hồng này nè, thơm kiểu ngọt ngào đáng yêu á. Còn màu xanh thì thơm kiểu tươi mát thanh khiết, hợp cho mấy bà không thích mùi ngọt nha. Hoặc nếu ai thích mùi kiểu phấn em bé đồ á thì quất màu xanh ngọc liền cho tôi. Không những thơm mà em này còn làm mượt tóc, hết sơ rối bao đỉnh. Tóc ai mỗi lần tắm xong hay bị khô rối khó chải thì chỉ cần bôi vài giọt dầu này vào là chải tới đâu mượt tới đó, thậm chí có thể vuốt bằng tay được luôn á. Em này tạo độ bóng cho tóc nhìn kiểu suôn mượt á chứ không có bị bóng dầu như là tóc bết đâu nha. Vừa thơm vừa mượt tóc mà vẫn hạt dẻ thì ngại gì để không thử đúng không? Hồi đó khoảng cấp 2 có một thời gian tôi bị ghiền cái mùi sữa tắm này lắm luôn nè. Bây giờ lâu lắm rồi mới dùng lại, ngửi mùi đúng kiểu tuổi thơ luôn á. Dù là sữa tắm em bé nhưng mà người lớn vẫn dùng được nha. Mùi gạo sữa này thơm, mùi sữa ngọt ngọt dễ chịu cực kỳ. Sữa tắm cho bé cho nên rất dịu nhẹ, không gây ngứa hay kích ứng cho da nhạy cảm luôn. Đặc biệt tôi thấy khi tắm xong ngửi mùi hương lưu trên da còn thơm hơn cả ngửi trực tiếp trong chai luôn á. Mùi sữa thơm thanh thoảng ngửi là thích liền, chứa nhiều dưỡng chất từ sữa và gạo giúp cho da sau khi tắm được giữ ẩm mịn màng không bị khô da như mấy loại sữa tắm chứa nhiều xà phòng thông thường. Tắm xong da sạch lắm chứ đừng có nghĩ là cho em bé cho nên người lớn dùng không được sạch đâu à nha. Trời nắng nóng phải làm sao để nét luôn thơm và khô thoáng đây. Tôi hay dùng chai này để khử mùi và mồ hôi nét nhưng không làm thâm nách nha. Giá rẻ thôi mà dùng được siêu lâu luôn. Chai màu hồng sẽ có mùi phấn khá là nồng nhưng mà xịt vào nét thì sẽ bay bớt và thơm thoang thoảng như là mùi phấn. Bà nào thích kiểu mùi phấn rơm á thì không thể bỏ qua chai này nha. Còn tôi á thì lại thích cái chai màu xanh mùi dưa chuột này hơn, kiểu mùi thơm nhẹ sạch sẽ á, rất là fresh luôn chứ không có bị nồng gắt đã nóng được mà còn ngửi mấy cái mùi nồng nồng là đúng nhức đầu luôn. Xịt vào nét một cái thì nó mát lạnh muốn rùng mình luôn á. Sau khi xịt để yên khoảng 2-3 phút sẽ khô thoáng chứ không có bị ẩm ướt hay là ố vàng áo đâu nha. Chai màu hồng sau khi xịt mọi người để tự khô, nếu chà tay vào liền sẽ hơi bị vón nhẹ bột phấn. Vài phút sau khi khô sẽ không gây khó chịu hay mất thẩm mỹ đâu nè. Còn chai màu xanh thì xịt thả ga không bị bột hay gì hết, siêu mê luôn á. Đúng kiểu bảo bối không thể thiếu để nét luôn khô thoáng không bị mùi khó chịu nè mọi người. Tôi hay gọi chơi đây là chiếc bình nhân phẩm đó mọi người, tại vì cùng một công thức pha hoặc thậm chí là cùng một loại xà phòng luôn. Có người thì ấn lại ra bông hoa, còn có người thì su cà na nhìn chán vậy nè. Thế thì tôi lại có giải pháp cho mọi người đây. Chỉ cần múc đúng cái bịch xà phòng này về đổ vào là được, không cần phải pha tỷ lệ nước 3-1-4-1 gì nữa hết. Mà giá em này thì cũng như những loại xà phòng rửa tay hay dùng thôi à, chứ không có đắt đỏ gì hơn á. Đây, chỉ cần đổ vào lắc lên là nhúng phát nào cũng ra bông hoa không trượt đi đâu hết. Yên tâm là em này cực kỳ an toàn, dùng được cho cả da trẻ em luôn đó nha. Cho nên là rửa xong thấy da tay không có bị khô bông da như mấy cái loại xà phòng khác. Đặc biệt là tôi cực kỳ mê mấy cái mùi hương của loại này luôn á. Là những mùi trái cây ngửi rất là tươi mát và thơm luôn. Tôi đang dùng là mùi dâu rừng, mùi thơm dễ chịu lắm luôn á. Tôi nghĩ chỉ được cái đẹp thôi chứ không có cần thiết. Nhưng khi dùng thì tôi thấy tiện lắm. Chỉ cần một nhấn là có bọt luôn, rửa siêu nhanh, không cần tốn thời gian tạo bọt nhiều. Với lại khi dùng xà phòng dạng bọt như này tôi thấy còn tiết kiệm lâu hết hơn cả loại thường luôn á. Một loại kem tẩy lông mà mấy bà có thể dọn được cả bé mèo chưa tới 10 phút, vừa nhanh gọn lại tiết kiệm. Chắc ai cũng biết lông bé mèo thường sẽ dày và cứng hơn lông những vùng khác, nên là tôi sẽ thử test trên vùng da có lông tương tự như vậy để xem là khả năng dọn cỏ của em nó nha. Mọi người phết kem lên da và chờ thời gian phù hợp với từng vùng da. Sau khi thấy lông quéo lại như này thì lấy khăn lau qua và rửa sạch. Nếu ai từng dùng qua nhiều loại kem tẩy lông nhưng lại bị rát, ngứa hay thậm chí phỏng da, khi dùng em này sẽ hạn chế tối đa không có những vấn đề đó đâu nè. Tại vì đây là kem có thể dùng được cho cả da nhạy cảm và nhất là chuyên dùng cho cả bé mèo. Tôi thích một điểm nữa là mặc dù vẫn có cái mùi đặc trưng của kem tẩy lông nhưng mà lại rất là nhẹ so với các loại khác chứ không có bị nồng khó chịu đâu nha. Mỗi lần dùng thì chỉ cần một lượng kem nhỏ đã đủ sạch, nên là tôi thấy chai này khá là nhiều luôn á. Chắc là dùng mấy tháng mới hết đây.
Đã u mê mấy cái tẩy tế bào chết của Đô thì không thể nào bỏ qua hũ kem dưỡng này được nha. Em này sẽ có hai mùi mắc-ca và lụ. Của tôi là mắc-ca, mở hộp ra có lớp siêu trên mặt nhìn rất là vệ sinh chứ không như cái hũ trong clip hôm qua của tôi đâu. Ngửi thì đúng kiểu cái mùi ngọt béo đặc trưng giống như cái hũ tẩy tế bào chết mắc-ca luôn vậy đó. Mọi người nhìn cái chất kem này phải nói như là sữa chua luôn, đúng với tên gọi là body yogurt. Mấy lúc mà mới thoa lên da chỉ cần ai bước vào phòng thôi là đã ngửi được cái mùi thơm liền, nhất là mấy bà buổi tối ngủ máy lạnh bôi xong một đêm sáng dậy da mềm mịn cực kỳ. Kết hợp thêm với tẩy da chết nữa là đúng kiểu như da em bé luôn á. Thì so sánh với cái hũ màu hồng rẻ hơn này thì về hình dáng nhìn là thấy khác liền rồi. Chất kem hũ màu xanh sẽ trắng sữa hơn, còn hũ pha ke này sẽ hơi ngả vàng nhẹ, nếu để cả hai kế bên nhìn mới thấy rõ. Khi thoa lên da thì hũ xanh tán tới đâu tan tới đó, rất là dẻo mịn. Còn hũ hồng thì mọi người thấy khi tán sẽ có độ vón nhẹ. Nói chung là so sánh cho vui thôi chứ nhìn giá là đủ biết cái nào tốt rồi, khỏi cần phải nói nhiều.